Hello, Mê Lê xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình đi đến chợ Hàn Quốc để mà mua thực phẩm. Và bây giờ mình chuẩn bị vô trong chợ nha. Đây rồi, rau củ quả rất là tươi. Và cái chợ cũng to nữa. Đấy, bây giờ mình lo đi chọn đồ nhé, chọn đồ mua nhé. Mua cho nhanh, tại vì nhà cách chợ xa quá, mua cho nhanh là về nữa. Kẻo muộn. Đấy các bạn xem này, rất là nhiều gian hàng. Ok. Rồi, bây giờ mình lo đi tìm đồ những gì mình cần mua đã. Rồi, hôm nay mình đi chợ. Chợ Đại Hàng. Quên quay đi, cái này là cà phê mỗi lần mình mua này. Mình đi kiếm thùng thùng nhưng mà họ không có, không còn nữa. Đấy. Mỗi lần đi chợ là mua như vậy đó. Anh cho em qua không đấy? Qua không nổi đâu, qua không nổi đâu. Chặt. Ok. Bây giờ đang check out tính tiền. Mommy got to look. This box too small. I know, too small. Couldn't. It won't fit. You got a lot of stuff. You can turn up. Daddy. Yeah, daddy's stand over there. Yeah. No? Yeah. Mine said 40, so yours said 50. Oh, really? I didn't know. Đấy, mỗi lần mà đi chợ là đi nguyên một cái list ở nhà thiếu cái gì mình ghi xuống đi mua này. Đi chợ cách nhà 2 tiếng đồng hồ đi xuống chợ. Đây là đang đi chợ Đại Hàng đấy, chưa xong nữa, một tí còn đi qua bên chợ Việt Nam nữa. Thì mình đang tính tiền. Steven, don't put your hand in there. Take your hand out, please. Anh xong chiếc xe cho em, đẩy chiếc xe ra. Đây. What is that? What is this? No. We need a card to put in. You put a stop in. Not his phone. No. No. Would you hold Daddy's phone? Yeah. Hold his phone. You run away. No. Đây, đã tính xong. Nãy giờ không quay được. Tại vì lo phụ bỏ đồ ăn vào xe. Không có người làm. Mình đi chợ cuối tuần cũng hơi đông người đấy các bạn. Với lại mỗi lần đi chợ là cứ hấp tấp, đi như là chạy giặc vậy đó. Nhà xa quá rồi đi có đi nhanh nhanh rồi về. Các bạn thấy chưa, mỗi lần đi chợ này còn chưa xong tí qua chợ khác nữa. Hai xe. Đâu coi, đưa cái điều xếp coi một đi. Giống như cái giấy táo côn. Chưa xong nữa. What the world? Rồi mình đi nè, đi nè. Đi chợ Mỹ. Boy quậy. Chợ nó to chứ. Chợ Đại Hàng, Hàn Quốc. Ô xoài nè. Can you push that out? Push that card out? This one. Can you? This one. Con cây nè. That's the cinnamon. Huh? What the tree? Huh? Nothing. Hey, stop. Mẹ con này. Đi theo xe mình đâu, nằm xuống bên kia. Qua được không? Xe ở đây là được bên kia. Rồi, xếp xong một chợ. Đây cái chợ mình đi lúc nãy nè, các bạn xem cái hóa đơn nhé, rất là dài luôn. Đấy, mình đang ở trên xe đợi ông xã tới.
chưa? Lâu lâu đi chợ một lần, đi một lần là mua rất là nhiều, chưa hết, mới có một chợ chưa có mua đầy đủ đồ đâu. Tại vì chợ đại hàng thì họ cũng không có đầy đủ đồ châu Á mình, cho nên một lát mình đi qua bên chợ bên kia, chợ Việt Nam mình nữa. Trên đường đi đâu? Đi mua dạo, mua heo quay chứ. Heo quay, vịt quay. Ghé vô cái tiệm mua heo quay, vịt quay, xong rồi mới đi qua cái chợ Việt Nam mua gạo, mua thêm đồ. Nãy cũng có gạo nhưng mà không có, nó không có hiệu không chị đâu. Ba cô gái em thấy nãy lúc nãy kìa. Tại ăn hiệu không chị? Phải, quen có hiệu lắm. Ba cô gái cũng được gì cũng thơm gì hả? Hồi xưa mình đã từng ở đây này, mười mấy năm về trước. Giờ đi vô mua vịt quay. Chỗ bán vịt quay. Rồi mình đến nơi mua vịt quay, heo quay. Giờ ông xã mình đi mua. Xã mình đi vô mua rồi. Đi chung với thằng bé nó không có chịu đi đâu hết, nó không chịu vô, mình cũng phải ở lại với nó luôn. Đấy, vạn lợi mang lại một. Rồi video phần 1 mình xin dừng tại đây nhé. Xin mời cả nhà xem tiếp phần 2, hãy nhấn vào đường link ở dưới phần mô tả nhé. Xin cảm ơn nhiều.